Ok, chào các bạn. Đây là Pokuga Pokuo, một game RPG Maker được Việt hóa bởi bạn Mèo Phạm. Game này rất ngắn, khoảng 30 phút rồi nên mình chưa tìm hiểu nội dung hết. Bắt đầu. À, một điều nữa là mình không rõ game này là game Trung hay là game Nhật, về có cả bản tiếng Trung nữa, bản tiếng Nhật này. Bản được bạn Mèo Phạm dịch hóa là bản tiếng Trung. Anyway, xin chúc mừng bạn đã được gửi đến đây. Bạn được thế giới này lựa chọn. Bạn là cư dân duy nhất ở đây. Hãy hát một bài thật vui nào. Đấy, cool. Chúc mừng đúng như mong đợi của bạn. Ship ấy, điều khiển bình thường. Hãy cố lên, hoan hô. Cái gì? Rất nhiều điều trong tương lai đang chờ đợi bạn. Dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng chấp nhận thất bại. Bạn sẵn sàng chưa? Khi bạn bước qua cánh cửa này, bạn sẽ không quay lại. Vì hãy cẩn thận và đừng quên gì. Không quên gì á? Con đường dẫn đến hạnh phúc. Chúa, dành cho những ai muốn có một cuộc sống hạnh phúc, hãy để tôi giới thiệu những điều cần thiết. Tình yêu trong trái tim bạn sẽ không bao giờ lụi mất. Những thành viên trong gia đình yêu thương nhau. Cái này đang nói về cuộc sống hạnh phúc như thế nào? Những người bạn chia sẻ. Công việc mang lại niềm vui, tài chính dồi dào. No shit. Thật may mắn nếu có được tất cả những điều đó. Bói tử vi. Bạn mong muốn điều nhất. Không biết game này mấy ending này. Game ngắn rồi nên sao đây nhỉ? À, nếu muốn cái gì nhất thì đương nhiên là kiểu sau bạn sẽ là robot, chỉ cần làm việc kiếm tiền. Nè, đúng rồi, mình mà ước vớ vẩn là kiểu gì cũng bắt mình đánh đổi. Ở đây không cái gì gọi là hạnh phúc cả, chỉ có mấy khía cạnh khác nhau thôi. Tù nân. Xem được cái một nữa. Tiếp theo bạn sẽ là Joker. Joker là kiểu hề hề hay là cái gì, ngoại hình mà con nhộng á. Cái này mình chưa hiểu này, mấy khác mình hiểu mà. Bạn bè kiếp sau bạn hòn đá. Cũng hợp lý. Còn gì nữa? À, hết rồi. Sự nghiệp. Vua. Wow. À không, bạn sẽ bị đảo chính. Ôi. Ơ, cho tao ra mày. Nó chặn được mình. Một quân băng có tên hạnh phúc. Đây là bạn, một tâm hồn người chơi trong sáng. Khi bạn bắt đầu có trái tim, bạn đã bơ vơ một mình. Thật cô đơn phải không? Nên đừng lo. Cha mẹ của bạn đã đợi ngày bạn sinh ra. Họ sẽ cho bạn tình yêu. Tình yêu sẽ trành niềm tin. Sẽ trở thành cảm xúc dẫn đường của bạn. Trong tương lai, bạn cũng sẽ làm người cha hoặc người mẹ và trao tình yêu của một trái tim bé bỏng khác. Câu này dịch tốt này. Không có gì phải sợ cả, hãy can đảm vào chào đời đi. Không xem nữa. Rồi, hết hết đúng không? Đi. Ok, cuộc đời tôi đang vụt qua trước mắt.
có chuyện gì không con? Ồ, khách. Cái gọi là tình yêu. Ồ ấy, mẹ đặt bánh tráng hay nếu mẹ ơi. Mẹ đặt ở trên bàn. Đặt cái gì cơ? Tình yêu à? Còn đây chắc là bố. Chả đang bận. Đừng làm phiền tao. Chưa. Tiền à, cho mày tiền. Ê, quay cảm ơn. Ồ, đây, có cặp trang bị các thứ này. 50.000 tiền kia rồi. Ôi. Có cái gì đó ở đây. Nhận được tình yêu phải chấm phải chấm phải chấm. Ồ khách. Trông có từ tờ giấy bị vọt viên này. Lưu phân á. Ồ khách. Có gì đây không? Có rồi. Có thật. Ok, cửa số 6 đầu tiên. Fuck. Mình chưa được gọi. Ok, vẫn đi được. Ok. Thôi thì cứ đi từng chỗ một nhỉ. Không. Ủa? Để mình bấm nào. Không ai trả lời. Tất nhiên không ai trả lời. Thường thì đứa con nào cũng sẽ hư hỏng mà. Gần đây ta liên tục nhận thông tin về việc bố mẹ ngược đãi con cái. Ta không nghĩ là vậy. Không gầy gò cũng không vết sẹo nào đúng không? À, vậy thằng này đúng kiểu cái thằng này nó không tin là nhân vật chính đang bị ngược đãi. Bởi vì trông mình bình thường. Anh ấy. What? Khó hiểu quá. Khoan đã. Mình. Có vẻ mình không lên đây. Mình phải vào từng phòng một đó. Ấy bắt đầu ở đây. Tôi không giỏi môn này. Vì điểm số. Chết đi đồ ngu. Đó chỉ là tình yêu thôi. Danh sách nữ học sinh kém cỏi nhất tháng này. Phát đi. Nè đợi tí. Đọc kinh lỗi kém cỏi. Học sinh ngồi bàn cuối. Khổ thật. Nước mày ngồi chỗ thứ hai trên xuống rồi. Rồi xé. Đừng tùy tiện xem nó. Không xem nữa. Tiếp theo phòng này. Không. Ta không quan tâm đến gia đình của con. Ê. Nhưng thỉnh thoảng tiếng bố mẹ con cãi nhau lại vang lên lúc nửa đêm. Mấy người này giống kiểu hàng xóm luôn. Còn ai không? Anh ấy không bị bắt nạt. Nếu ở trong lớp chúng tôi, anh ấy khách sạn bị bắt nạt. Hả? Anh ấy đây nè. Khỏe, mình đoán là chỗ này là giống kiểu hàng xóm này. Chỗ này trong lớp này. Còn chỗ này. Thư viện. Bạn không thể làm được điều mà người bình thường có thể. Sao? Bởi vì bạn không có tình yêu thực sự. Bạn muốn tình yêu thực sự không? Chỉ
cần sử dụng tiền để đổi đến nó. À, đợi tí á. Nè. Không có gì khó khăn. À, nếu ta bình tâm, bạn tôi cố gắng rồi, không gì phải bi quan, ai cũng vậy. À. Oh fuck. 27 bí mật tâm lý của đàn ông nổi tiếng. Wait, what? Không đổi nữa. Không đổi nữa. Mình có cảm giác không đọc này. Trống rỗng. Wow. Quả bom thiên thần. Wow. Ok. Vậy cái này kỳ thư viện à? Cho ta đổi không? Ok, nếu giờ mình đổi tiền đổi lấy đấy sao nhỉ? Cool. Ok, giờ mình đổi rồi. Đổi một mảnh giấy. Ok. Mảnh giấy có gì? Ngu sẩn. Funny. Funny. Tôi bị scam. Rồi, tiếp theo là công ty. Ôi, công ty. Vui lòng ngồi xuống. Đéo. Ok, nếu mày cầu xin thì tao ngồi. Cuộc phỏng vấn bắt đầu. Bạn là mấy hai cái này như nào đúng không? Nếu bạn chưa chuẩn bị, xin vui lòng phỏng vấn vào lúc sau. Mất thời gian. Nha. Cái này cái gì? Bảo tàng. Trong à, câu này không hiểu đấy. Bạn có luôn như thế này không? Why are you like this? Tại sao bạn không trả lời tốt câu hỏi? Man. Người hướng ngoại khi bị cho mấy tác phẩm tâm lý toàn bị biến thành cái xấu. Rồi tiếp theo là đây là nơi trưng bày những bức tranh về cuộc sống tươi đẹp của họ. Oh. Đừng chạm tay vào nó. Bạn không được bằng họ, vì vậy bạn không thể có một bức tranh. Bạn có ghen tị không? Bla bla bla. Họ không gì đặc biệt. Chỉ là sự bình thường của họ nó hơi khác so với người khác. Nhé. Nghe hợp lý. Hay đấy. Ôi, kẻ giết người. Phá hủy thế giới người khác để duy trì thế giới mình. Một cô gái xinh đẹp và ái kỷ. Oh. Em đẹp lắm. Cô ấy luôn ở một mình. Dù bị nhưng cô ấy vẫn sống mạnh mẽ. Đây có phải nhân vật trong mấy game khác của tác giả này không? Ok. Đây trầm cảm. Đấy, bị bắt nạt. Ôi, bệnh tật. Thế giới bên ngoài, bên ngoài. Oh no. Oh no. Bên ngoài của bên ngoài. What the f. Sống bằng tình yêu. What? Cái gì vậy? Ok.
quá đấy. Phòng vô trùng á, mất. À, con này mắc bệnh sạch sẽ thì à? Trời, còn đây cái gì? Dị giáo hả? Nhưng mà mai. Oh shit, Oshinoko kìa. Sử dụng tình yêu trang trí. Hay. Nếu tôi bỏ cuộc giữa chừng thì sẽ không ai quan tâm đâu. Thay vì cứ như thế này, thà biến thành bức tranh giống họ thôi. Kiểu rực sáng trong chốc nát còn hơn ngàn nói ngàn năm. Kiêu. Cũng kiêu. Tôi vẽ tôi. Nhưng mà tại sao bọn này vẫn mặc quần áo của mình không? Vậy, còn mỗi phòng này. Ông tư vấn. Ông phỏng vấn. Đấy, còn mỗi phòng này. Vẫn chưa được gọi á. Giờ được. Nãy mình làm cái gì? À, nãy mình chọn không đúng không? Mình chọn không treo bức tranh lên. Thì mình mới được vào đây. Ok, chuẩn bị tinh thần. Lô. Xin chào. Bạn cảm thấy ổn không? Mảnh giấy đó. Yep, tôi đã bị lừa. 5.000 đô rồi. Trên đời có những thứ tiền có thể mua được, nhưng cũng có những thứ nhưng không cần phải buồn đâu. Hãy lừa dối bản thân mình, chỉ cần cười và hạnh phúc. Tôi cười nhạo chính mình vì đã bị scam. Tôi cười nhạo tôi. N1 phải làm gì? Chú ý trang bị và Mancell. À, mình biết phải làm gì. Ok, mình vẫn còn tiền nữa ấy. Giờ mình vào đây. Ok. Sao chưa vào được? Phát. À, được rồi. Khoan á. Chỗ này. Ê, không. Ok, làm thế có chắc rồi. Yo, yeah. Mình muốn đảm bảo mình không bỏ lỡ gì. Đấy. Bạn cảm thấy thế nào? Cho đến bây giờ thì bạn đã có gì ngoài tình yêu ra? Tôi nghĩ đã đến lúc bạn vứt nó đi rồi. Khi bạn còn là đứa trẻ, bạn được cha mẹ trao cho một tình yêu không trọn vẹn. Nó sẽ thành sợi dây xích cho buộc cậu nếu cậu còn giữ lấy nó. Nếu không ai yêu cậu thì hãy tự yêu cho bản thân mình nhé. Rất triết lý. Hãy lấy hết can đảm và thử vứt nó đi xem. Tôi chưa xếp game. Nếu không vứt thì sao? Vậy sao? Thật khó để nói điều này. Hẹn gặp lại cậu trong tương lai. Tôi và tôi khác. Oh my gosh. Mình chả hiểu thế.
N4. N4 luôn. Có ending 5 không? Hy vọng không ending 5 không nhỉ. Thể yểm ấy. Game này không hẳn game kinh dị, nó giống game tâm lý à. Bây giờ chắc chắn là ending số 1. Thực ra nếu mình check file game thì sẽ biết được có mấy ending rồi. Không khó lắm. Game này trên mạng không ai chơi đấy, nhưng mà game nó nhẹ hay. Lục một tí thì ra ngay. Bạn đã trở nên mạnh mẽ hơn. Phải sống cho bản thân. Đấy. Cuối cùng tôi cũng thể vượt qua. Wow. Ending này chán quá. Mấy ending khác còn có hình. Tác giả của game này tên là Norituzu rồi. Mình có lướt qua thì có vẻ là ông này cũng làm nhiều game khác nữa. Chu N 1. Có Chu N 2 không? Vậy đó là Bokuga cái gì đó. Bản Việt hóa thì có ghi tên đây đấy. Bởi vì tên game ở đây thì tiếng Trung nên mình không đọc được ấy. Nhìn chung là một game ngắn gọn đơn giản về chủ đề tâm lý, nên có thể sẽ người thích người không. Hôm nay mình muốn chơi một cái gì đó ngắn ngắn rồi. Và bạn Mèo Phạm này, mình thấy bạn ấy dịch rất nhiều game đấy, nên mình muốn chơi một tí ủng hộ. Vậy những thông tin liên quan mình sẽ để dưới mô tả. Còn giờ thì chào các bạn, hẹn gặp lại.